Theo thì nhậu. Ờ, ok. Bún ngon quá, trực tiếp. Không mặn chứ anh. Đây là bún bún bò Huế không? Ừ. Trong tiệc này có chủ tịch danh dự Đoàn Chí Hồng. Đại biểu San Jose Lâm. Đại biểu Seattle đến. Siêu đại biểu Virginia có mặt. Đại biểu hay là đại gia? Nói lộn là đại gia. Đại gia mà nói lộn đại biểu. Ông dự cố. Ok, các chị nhìn lên cái là trời xui. Ok. Rồi. Bên này là quý bà. Quý bà. Đó. Chị Xuân. Hồng Ngọc. Chị Nhung. Chị Diệp. Chị Tuyết. Món đặc biệt bên này là rau chả. Bún bò Huế. Bún bò Huế. Rồi. Ôi trời, miếng này bột quá. Hãy quay quay kìa. Lâm.